Đây là một chiếc xe cảnh sát nha các bạn. Xe này được bọc gương rất là đẹp nha. Có hai đèn bị đèn. Ok. Đây là một chiếc Lamborghini màu vàng nha các bạn. Rất là đẹp nha. Cửa này. Đây là một chiếc xe tải nha các bạn. Power này. Đi không khỏi các bạn. Đây là một chiếc xe quái vật nha các bạn. Bạn thật là bớ nha, bạn phải giảm sóc nha, giảm sóc lên này. Phá con mắt này các bạn này.